Hold up. Và hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Bugat đây và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với một cái phần video reaction về top những cái cảnh mà chúng ta sẽ gọi là khiến chúng ta thỏa mãn con mắt khi mà chúng ta chơi trên slime, thì cái slime, cái chất dính gì đó. Thì theo mình biết là ở Việt Nam có rất là nhiều các bạn nhỏ, và cũng có bạn ở trung học cơ sở, cũng như là có nhiều bạn ở trung học phổ thông rất là thích chơi slime. Tại vì khi mà các bạn cầm được cục slime lên, các bạn đùa dạo với nó, các bạn làm dính gì đó, kiểu rất là giải stress. Thì ok, trước khi bắt đầu vào video thì nếu các bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì let's go. Chúng ta sẽ đến với cái cảnh này. Thì chúng ta có rất là nhiều topping, mấy cái cục mút hay là gì đó. Nó dùng để làm gì đây? Liên quan gì tới slime? Coi nào. Trời ơi. Nó quăng cục slime vô. Ui. Trời ơi, cầm cục slime ịnh một cái nó dính lên, nhìn nó đã mắc vải các bạn ơi. Brack. Đã mắc. Ý. À, như là hôm bữa chị Vani có đưa mình ứng rồi bóp. Oh shit. Ok, các bạn có thể thấy là hồi nãy là những cái cục topping, những cái cục mà mút hay là ở bên ngoài, những cái cục tròn tròn đó, nó bên ngoài bây giờ nó đã bị ăn trọn vẹn bởi những cái cục slime này. Đó, cái cục slime này thì theo mình thấy là ở Việt Nam bây giờ có rất là nhiều bạn trẻ chơi. Bóp. Ứng nè. Ôi, cục slime này đẹp ghê luôn các bạn. Trời ơi. Cục slime này nó đang xì à. Rồi, màu đen này đẹp cực luôn. Slime này giống như slime volcano kiểu của mấy cục mà bà sa của núi lửa. Holy shit. Ok, rồi định làm gì đây? Mày định làm sô-cô-la? Không, sô-cô-la màu nâu lận. Mày định làm cái gì đây? Mày định làm chè mè đen hả mày? Chắc sau khi xem cái clip này xong chắc tôi mua cục slime tôi về tôi chơi quá. Nhưng mà theo mình thích á, mình thích chơi mấy cái slime khô, có nghĩa là nó không dính tay, nó giống mấy cục đất sét ấy, thì chơi cái đó nó đã. Còn mà chơi những cục slime mà nó dính tay, nó dính hư hết tay là thôi. Ôi, slime gì nhìn giống bọt biển vậy má, giống cục phô mai dữ vậy. Slime gì đây? Ỉnh. Nhìn nó thỏa mãn con mắt ghê các bạn, đầm vô, trời ơi. Mà không biết là mấy cục slime này mình để cái tay vô ấy, tầm 10 phút sau nó không biết là nó có lúng hết cái tay của mình, nó ăn hết cái tay của mình luôn không. Đó, cái cục slime hãy nè. Mày. Mà có nhiều cách chơi quá, kiểu ưng kéo dài nó xoay cái đè xuống ba. Nhìn nó kiểu, nhưng mà theo mình biết á, slime á, các bạn khi mà stress các bạn chơi á, nó rất là gọi là thỏa mãn luôn, kiểu rất là giải stress cho các bạn luôn. Đó. Slime. Ush. Các bạn đã bình tĩnh. Rồi, nó sẽ làm gì đây? Ứng nè. Làm là nó có giống như là nó đang cầm cái gì vậy ta? Wow, các bạn có thể thấy là đây là một cục slime mà nhìn nó giống như là nhi quăng cục topping màu trắng lên. Ơi, slime này còn cứng các bạn ơi. Đó, ứng nó. Slime này nó có mấy cục ghê ghê vậy, nhìn giống quái vật vậy. Bóp đó, bắt đầu mày mà nào, bóp bánh sát luôn. Ứng một vòng. Bóp nó. Ây da, ơi anh ơi, từ nhẹ thôi anh ơi. Trời ơi là trời. Trời ơi, đẹp phải. Rồi cái slime này. Ôi bóp cái nhát nào là nó kêu nhát đó. Ôi cái slime này slime gì hay vậy. Ôi slime này màu đẹp phải luôn các bạn ơi. Slime đó hả? Rust slime, có để trên Instagram phải không? Ôi bóp.
kêu bà. Mình đang thắc mắc là những cái cục slime này mình đem nó lên đốt nó sẽ như thế nào. Hôm nay giờ tôi phải xem một cái clip mà hả gọi là đốt slime coi nó bị cái gì. Các bạn nhớ để là mình lại bình luận bên dưới coi mình coi slime đốt ra nó sẽ như thế nào. Ok, tiếp theo là chúng ta tới mấy cục bông tròn ở lộn mà mấy cục vẽ lỗ tai. Ồ, không phải. Ô, nhẹ thôi, sâu quá anh ơi, sâu quá, đừng có sâu quá mà. Đè xuống. Nhìn nó thỏa mãn quá. Mình muốn có một cái cục slime mà mình bỏ thật là nhiều những cái cục mút tròn tròn á. Khi mà mình quăng slime vô hả, nó đậu ở trên cái cục slime của mình là. Slime gì đẹp dữ à. Ôi, slime này đã nè. Đẹp vãi, cái cục slime, chắc mình mua cục quá. Ai tặng tôi đi, chứ tôi đâu biết mua ở đâu. Bạc. Nhiều người nói slime nó giống cứt mũi, mình đâu thấy giống đâu. Các bạn, đây là cứt mũi của ốp mắt. Mình đã đụng được cứt mũi của ốp mắt. Giống một phần nào thôi. Cặp slime kéo dài ra xem vòng tán đầu người ta được á. Bấm nó. Ôi, slime này giống kem như vậy. Giống như cái kem vậy, nó có topping ở trên kìa. Kiểu ra. Slime này trắng nè. Tay nào dơ mà không ngửa tay trước khi chơi slime này, chơi hồi từ từ nó cũng đang xì. Các bạn lưu ý nha, khi trước khi chơi slime và sau khi chơi slime thì các bạn nên rửa tay. Trước khi chơi thì nếu mà các bạn rửa tay, các bạn sẽ bảo quản được cái slime của mình chơi được lâu hơn, sạch hơn và không bị vi khuẩn. Sau khi chơi là các bạn khi mà đụng vào, tại vì trong slime nó cũng sẽ có hóa chất hay là gì đó, thì sau khi chơi các bạn nên rửa tay để khi mà các bạn có ăn uống gì đó thì các bạn đốt thì các bạn không có bị dơ hay là ảnh hưởng gì đó. Ok. Slime này bị lủng luôn rồi. Slime này bên trong là cái gì nè? Cái màu tím, cái phần màu xanh nó là slime gì vậy? Slime màu hồng. Bà bọc. Mày kéo một vòng. Bóp. Kéo một vòng. Bóp. Bà bọc. Ok. Đó là cái cách chơi slime của các bạn. Và mình cũng có biết một số bạn là rất là thích sưu tập slime. Là một nè, có một số bạn chơi kỹ năng về slime kéo dài ra làm kỹ năng các kiểu. Thì có rất là nhiều bạn chơi slime như là có rất là nhiều cái cách chơi khác nhau. Thì các bạn mà đang sử dụng slime để làm gì thì các bạn nhớ để lại bình luận bên dưới nha. Còn có rất là nhiều gọi là sưu tập slime rất là mắc, rất là xịn, rất là đẹp, rất là thơm luôn. Ok, thì video này cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu các bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn tải thúc ưng nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký. Cũng đừng quên ấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nha. Hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Đừng quên là thích cái slime nào nhớ bình luận bên dưới. Bây giờ mình đi mua slime chơi đây. Bye bye.